Nữ ca sĩ BB Reza vừa gặp sự cố trên một sân khấu ở New York, Mỹ khi bị khán giả ném điện thoại trúng mặt khiến cô ngã quỵ trên sân khấu vào tối ngày 18 tháng 6. Nữ ca sĩ 34 tuổi nhanh chóng được ekip diêu vào khu vực cánh gà và đưa đến bệnh viện để chăm sóc y tế. Cô bị khâu ba mũi ở mặt và hiện ở trong tình trạng ổn định. Một số người chứng kiến vụ việc cho biết ban đầu họ tưởng đó chỉ là trò đùa, nhưng sau mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vụ việc khi show diễn phải tạm ngừng. Theo sở cảnh sát New York, nghi phạm là Nicholas Manvaga, 27 tuổi, bị bắt với cáo buộc tấn công người khác sau khi ném điện thoại vào mặt Tressa. Tuy nhiên, người này đã được thả mà không cần tiền bảo lãnh do hành vi được đánh giá là không nghiêm trọng. Nicholas Manvaga cho biết ném điện thoại vào nữ ca sĩ vì nghĩ đó chỉ là hành động vui. Sau đó, ca sĩ BB Ressa chia sẻ clip trên TikTok quay cận mặt sau khi bị thương và cho biết cô đã ổn để trở ngang người hâm mộ. Bibi Ressa là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ, sinh năm 1989 tại Brooklyn, New York. Cô nổi tiếng với các bài hát như I'm Good, I'm a Mess.